Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 133 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan. Qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây theo phần trước lúc bấy giờ tống tiểu ái mở to đôi mắt đẫm lệ ngạc nhiên nhìn ngũ văn định ngũ văn định quen tay sờ sờ dâu sờ một hồi lại ngượng ngùng buông xuống cười sang sảng nói ê trong một ngày hạ được lăng tiêu thành sao hơn nữa tổn thất lại nhỏ như vậy ư ừm tốt rất tốt có phong độ của một đại tướng đấy đúng là nữ anh hùng không thua đứng mày dâu mà ngay sau đấy ông ta ôm bụng cười khan nói nhà người ta đều đánh đòn phủ đầu với tân lương tử cá con thì hay rồi kìa sợ chưa đủ chu đáo còn trói cả lão ngũ ta vào cột xoáy kỳ của con phê nắng nước kìa cho ta một đòn phủ đầu cực kỳ lớn làm tốt à, thật sự rất tốt mà tống tiểu ái vội vàng giải thích nói con biết ngũ đại nhân sẽ không tha thứ cho con thế nhưng con vẫn muốn nói trước khi đi con đã dặn dò họ phải chiếu cố người thật tốt rồi là là chiếu cố người thật tốt kìa ai ngờ họ họ hiểu sai yếu của con nên xảy ra chuyện như thế này con con không lời nào để nói cả ngô văn định trợn mắt nói mặc kệ đi hôm nay là do ta đã hiểu lầm con cũng đã va chạm với con con là chủ soái của ba quân nên trị tội của ta mới phải ừ, phải làm vậy thôi là lão phu có mắt không chồng lão phu còn phải chịu trận này nữa kìa đứa còn ngoan như vậy nếu về nhà người khác lão ngũ ta đây không phải lại càng có mắt không chồng nữa hay sao ta thật không cam lòng ta không thể chịu thiệt như vậy được kiên quyết không chịu sao tống tiểu ái cũng có chút bối rối đầu óc tức thì xoay mòng mỏng nàng lấy làm khó hiểu mà nhìn ngũ văn định ngũ văn định đổi giọng gian xảo nói nhưng dù gì đi nữa luận về công tuy ta đắc tội với con thế nhưng luận về tư con lại mạo phạm ta con nói xem ta có nên truy cứu việc này hay không đấy tống tiểu ái ủ dỗ nói ngũ đại nhân muốn phạt như thế nào cứ phạt tiểu ái không một câu oán hận nào cả được đây là do con nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy còn cũng không thể đổi ý được Ngô Văn Định vội vàng bồi thêm một câu Đó là hiển nhiên rồi Tiểu Ái tuy là nữ nhân Thế nhưng nói nhất định sẽ giữ lấy lời Tống Tiểu Ái ngẩng đầu lên Quả quyết nói Ngô Văn Định mừng rỡ vội vàng lên tiếng Là con nói Đây chính là là con nói đấy nha Không được đổi ý đâu Còn ta thích con Ta cũng mặc kệ Còn thích con ta Nguyện ý làm vợ của nó Ta cũng đồng ý luôn Thế nhưng có một điều một khi thành thân rồi con phải ngoan ngoãn làm con dâu của ngũ gia ta bước vào cửa của ngũ gia ta kia còn tuy là thổ ti của trong gia đệ vị cao thượng thế nhưng dòng tộc ngũ gia ta, hey, ta còn trông cậy vào y chăm sóc người thân lúc lâm chung chuyển lại hương khói nước kia còn cũng không thể khiến cho y làm sói tứ cửa bắt con ta ôm đi ngay cả cháu chắt ta cũng ôm đi luôn lão ngũ ta đây tương lai còn có mặt mũi nào mà gặp tổ tông dưới cửu tuyển nữa đây sao Tống Tiểu Ái đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức bật cười. Nàng xấu hổ sau một lúc lâu, cúi đầu, vân vê góc áo, mặt đỏ bừng nói Người ta, người ta lúc nào nói, nói muốn làm tiểu ngũ, làm sói tiết cửa đâu? Còn thích tiểu ngũ, dĩ nhiên, dĩ nhiên là muốn vào cửa ngũ ra rồi. Tảng đá ở trong lòng ngũ Văn Định liền được bông xuống, mặt mày hấn hở nói Không cần ở rẻ sao, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng ta nghe nói dân tộc Trang các con có tập tục không ở nhà chồng, tập nam xuất giá nữ lấy chồng. Ta từ xưa tới nay đã thành vậy rồi. Hơn nữa trong nhà chỉ có nữ tử giống như con lại là tộc trưởng nữa kìa. Nói đến đây, ông không khỏi lo lắng, chừng mắt nói. Còn nói thật chứ, thực sự không cần con ta ở rể hay sao? Tống Tiểu Ái xấu hổ gật đầu, Ngũ Văn Định thở dài nói. Lão Phu hỏi thăm người ta, Sao nghe được đều là ừ, ừ, Thôi vậy không thành vấn đề rồi Nuôi con lớn như vậy Nếu thay tên đổi họ Tương lai sinh con đều theo họ mẹ Có chặt đầu lão vu cũng không làm đâu Ở rẻ trang gia tại Quảng Tây Khi đó là chuyện rất bình thường Không ai sẽ kỳ thị Thế nhưng hán tộc thì lại khác Hiện tại nam tử ở rẻ là chuyện mất mặt Ở rất nhiều địa phương Càng miễn bàn tới những năm triều minh Nhất là lúc mọi người còn đặc biệt coi trọng Nơi dõi tông đường Ngô Văn Định bởi vì nhìn thấy con mình và Tống Tiểu Ái thân thiết ở Thanh Dương Cung đại náo một hồi, trong lòng cũng không thoải mái cho lắm. Ông bèn trở về rồi lại hỏi thăm một hồi. Hàng xóm láng giềng vừa nghe đối phương là thủ lĩnh của thổ ti đều khăng khăng cho rằng con của ông nhất định là phải ở rẻ nhà gái. Sau đó vỗ vai ông rất đồng tình mà nói. Hey, lão ngũ, đứa con này của lão xem như phí công mà nuôi dùng người ta rồi kìa. Lão ngũ vừa nghe lên nổi cáo, càng thấy tống tiểu ái lại càng trứng mắt làm sao cho hai người quen nhau được nữa đây lúc này ông nổi tính bướng bỉnh bị người ta xử một trận ông tưởng là tống tiểu ái hạ lệnh lần này ông chẳng những không giận ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền cô gái dám yêu dám hận tính tình ngay thẳng như vậy đúng là đốt đèn tìm cũng không thấy đợi đến khi tống tiểu ái đánh trận thắng lớn trở về ngũ văn định nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cô bé này quả là nhìn thế nào cũng rất thuận mắt ngoại trừ tâm bệnh ở rẻ này quả thực là quá hoàn mỹ vì vậy mới đuổi khéo con đi để làm rõ phán đoán với nàng. Ông muốn cậy giả lên mặt, viện cớ một trưởng bối như ông lại bị nàng xử trí, ép nàng nhượng bộ, hiện giờ có được trả lời chuẩn xác. Lão ngũ cuối cùng cũng đã yên tâm. Vậy con là thủ lĩnh bộ tộc, thực sự có thể gả đi hay sao? Tống tiểu ái mặc dù phóng khoáng, song bàn về kết hôn vẫn còn chút ngượng ngùng, nàng xấu hổ nói. Con mặc dù không có huynh đệ tìm mối, nhưng vẫn còn anh em họ, con không muốn đi vị thủ lĩnh này, cũng không phải không thể nhường lại được trong lòng ngũ văn định mừng rỡ ông vừa định nói chuyện chợt thấy con mình xách một thùng nước thập thò đứng ở cửa bèn mắng lớn Chốn ở đó làm cái gì còn không mau xách nước về đây ngô hán siêu nấp ở sau cửa nghe lén được nửa sau nội dung mấu chốt kia vô cùng vui vẻ hắn liền xách nước vào đứng tại chỗ cực kỳ hí hửng miệng cười muốn ngoác đến mang tay ngô văn định nhìn trái nhìn phải thật là một đôi kim đồng ngọc nữ thật sự là càng xem càng khiến người ta ưng ý ngô văn định xoa tay liên tục gật đầu nói được, được, các con đi ra ngoài đi, lão phu phải tắm rửa, thay quần áo trước đã kìa. Tống tiểu ái, đỏ mặt thi lễ với lão ngũ, rồi cùng ngũ hán siêu lui ra ngoài. Ngũ hán siêu buông màn trứng xuống, vui mừng xoay người lại, thấy tống tiểu ái đã bước đi thật xa, vội vàng đuổi theo, kéo tay áo của nàng nói. Ấy, muội muội đi nhanh vậy làm gì? Tống tiểu ái vừa quay đầu lại, vẻ mặt đã bực bội, lạnh như băng, nàng lạnh lùng buông một tiếng, buông ra ngô an siêu giật mình vội vàng buông tay ngượng ngùng nói sao vậy khi nãy đang bình thường mà hở một chút liền trở mặt còn nhanh hơn lật sách là sao tống Tiểu ái vừa quay lại vẻ mặt đã đổi thành một bộ mặt lạnh như băng lạnh lùng buông một tiếng mà buông ra ngô an siêu giật mình vội vàng buông tay ngượng ngùng nói sao vậy khi nãy đang bình thường mà hở một chút liền trở mắt còn nhanh hơn lật sách là sao tống Tiểu ái nhìn không chấp mắt rồi thẳng như nói trở mặt sao ta nào dám không phải nghe lời người nào đó nói bổn quan ngoan ngoãn cút ngay cho y hay sao nàng hư một tiếng phải tay áo một cái rồi ngang nhiên rời đi thảm rồi sao ta lại quên bén chuyện này chứ nữ nhân đúng là nhỏ món ta ta y nghiêng tai vừa nghe trong trứng của mình còn truyền ra giọng cười càn rỡ của ngũ văn định bèn quay đầu nhìn lại tấm cô nương người ta cũng không thèm ngoái đầu ngũ hắn siêu nặng nề dẫm chân tự thắt miệng mình một cái ta đúng là dư thừa nếu như làm loạn chuyện này lên ta đây chẳng phải trong ngoài đều không phải người hay sao vâng tịch dương như máu mây đỏ đầy trời các quân binh chúc mừng thắng lợi phát hiện tống đại tướng quân sắc mặt hầm hầm chắp tay sau lưng đi tuần ở khắp doanh trên mặt không thấy một chút niềm vui chiến thắng còn kiêu kỵ đô ý ngũ đại thiếu gia cúi đầu khom lưng mặt cười nịnh nọt chạy lon ton ở đằng sau miệng lẩm ba lẩm bẩm lúi cúi không biết đang nói chuyện gì chờ chiều kéo dài bóng của hai người khi thì yên lặng khi thì tụ tán hình dạng khoa trương giống như đang trình diễn một màn kịch hài cường điệu vậy. Lại nói, Lý Sâm đích thân đốc xuất một lộ quân đội tiến công dịch trạm an ninh, bến phi tinh, qua đường núi quanh co khúc khỉu, thạch đá lầm chởm, dưới chân nước chảy dốc rách, phong cảnh thật mỹ lệ, thế nhưng quân binh lại như lâm vào đại địch, căn bản chẳng có tâm đi thưởng thức. Đi trước nhất là đằng bài binh, hai tay nâng khiên mê lớn, cao bằng người, cẩn trọng nhích về trước. Phía trước đã không còn đường, chỉ có một lối nhỏ có đám cỏ dại đổ xuống như bị người dẫm lên chỉ đủ một người đi qua một đội quân tất nhiên không chịu nổi một kích đại quân tới đây thì khó có thể đi tiếp được nữa đành phải dừng lại lý sâm đánh giá địa hình bốn phía thấy một dòng suối từ trong núi uốn lượn chảy ra tuy nói hai bên dòng suối cỏ dại mọc thành bụi bụi cây vượt qua đầu thế nhưng so sánh ra thì rộng hơn một chút càng khó có được chính là hành quân giữa dòng suối nông có thể tránh được các cạm bẫy tầng tầng lớp lớp ẩn trong đám cỏ dại um tùm cao cỡ nửa người các chứng ngại vật như trúc đinh dây móc trúc thương mũi gai nhọn vân vân khó có thể phát hiện không chỉ cản trở hành trình của đại quân mà còn sát thương rất nhiều binh lính lý sâm lập tức mệnh lệnh quân đội di chuyển xuống phía dưới ngược dòng suối để đi ngược lên dòng suối này tên là bàng giải khê sâu không quá đầu gối độ rộng cỡ bẻ trúc tuy nói canh co thỉnh thoảng còn có tảng đá lớn chặn đường thế nhưng tốc độ đại quân đi so với trên đường hành quân nhanh hơn rất nhiều. Man nhân đã có thể bố trí cạm bẫy ở trong bụi cỏ, ở trong cây, ở trong đất, không có lý do gì sẽ bỏ qua dòng suối thông đến trong cốc này. Lý Sâm cũng không dám khinh thường, vẫn kêu binh lính toàn lực đề phòng, ở trên không, hai bên, thậm chí cả ở dưới nước, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì đó từ bên trong phóng lên. Hai đỉnh núi phía trước sừng sững như hai cánh cửa, thế núi thì kỳ hiểm, đỉnh núi trải rộng những rừng cây xanh um tươi tốt, trên vách đá um tùm che kín hòm quan tài treo lơ lửng lý sâm lập tức lệnh cho đại quân dừng lại y đang chuẩn bị phái tắm tử đi trước dò đường đề phòng có mai phục thì đột nhiên một nhánh cây phía trước đông đưa tiếng huyết gió kỳ quái vang lên quan binh vội vàng không kịp chuẩn bị đều kêu thảm thiết rồi ngã xuống có người còn không kịp kêu lên óc đã tung tóe từ trạng vô cùng thê thảm binh lính giơ cao lá chắn thế nhưng phía trước phóng tới không phải là cung tiễn không phải là thoi thương mà là tảng đá bé nhất cũng bằng chén ăn cơm khiến mây cũng không đỡ nổi mù quáng bắn tên cũng không trụ được mưa đá từ trên trời giáng xuống đành lao sang bụi cỏ hai bên để tránh né trong bụi cỏ sớm đã bố trí cạm bẫy trúc đinh dây móc và mũi gai quan binh lao vào kêu gào thê thảm tử thương vô số đám mọi giờ tận dụng toàn bộ thân cây tảng đá lấy thân cây làm dây cung lấy tảng đá làm tên thế như bẻ gãy nghiền nát không ai có thể địch lại quân minh bỏ lại lượng lớn tử thi bắt đầu tháo chạy ra ngoài núi trận thế đại loạn lý sâm cũng không ngăn cản được nữa khi một tảng đá cỡ bằng bát cơm bay qua vai của y kình phong giật qua mặt đau rát một gã thân quân phía sau bị kình thạch đập vào ngực xương ngực vỡ vụn ngã xuống đất co giật miệng mũi phun đầy máu tươi thì dù cho lý sâm là lão tướng hung hãn không sợ chết đến mấy cũng thấy mút lạnh chỉ phải cắn răng thét ra lệnh hậu trận chuyển thành tiền trận chạy loạn ra ngoài núi lại nói đến sở bộ của thăm tướng lý trạch đại quân bố trí nhất tự trường sạt trận dọc theo chỉ núi thấp bên một khe suối vòng qua ôm trọn cầu đầu sơn nơi này địa thế hiểm yếu chật hẹp đại quân chỉ có thể kéo dài đội ngũ chậm rãi đi tới tuy nhiên bên phải chỉ núi thấp là khe sâu bên trái là một sườn núi dốc tuy nói cỏ cây phồn thịnh thế nhưng ở trên cao nhìn xuống nếu bên trong cất dấu nhân mã vẫn có thể thấy không sợ chúng mai phục đại quân càng đi càng sâu thủy chung không thấy bóng dáng của mọi giờ dọc theo đường núi quân minh đã cất thành đội ngũ dài đến vài dặm giống như một đầu rắn dài uốn lượn đi trước đột nhiên khu rừng rậm ở dưới chân núi bên trái ở đội quân tiên phong vang lên tiếng chống đồng nặng nề quân minh đã nhiều lần giao phong với man tử biết trong rừng có man tử mai phục cũng mai cách nhau rất xa nơi này lại ở trên cao nhìn xuống đoán chừng bọn họ cũng không chắc dám xông lên thuấn bài thủ quân minh đồng loạt dựng thẳng lá chắn cung lò thủ hỏa súng thủ ở phía sau bày trận sẵn sàng đối địch quân lính phía sau cũng gấp gáp chuẩn bị phòng tuyến thứ hai. Thế nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện từ trong rừng chạy ra như điên không phải là man nhân mà là trâu ngựa lạ. Những con gia súc này đều đeo hàm thiếp, đuôi bị đốt giống như chiến xa điên cuồng mãnh liệt xông lên sườn núi. Gia súc như vậy chỉ có mấy chục con, tình hình còn khả quan. Thế nhưng đám trâu ngựa đang xông lên trên núi kia vô cùng điên cuồng, cỏ dại đông loạt đổ dạp, tình cảnh hết sức đổ sộ. Có một giáo úy mắt tinh lớn tiếng la toáng lên. Đây là liên hoàn mã, mau bắn tên, bắn tên đi. Liên hoàn mã là chiến thuật nguyên bản do dân tộc thiểu số phát minh đầu tiên trong lịch sử cũng từng dùng qua. Mấy chục con trâu ngựa làm thành liên hoàn mã trận vốn không có tác dụng gì, nhưng ở đây đường hẹp khó đi, phía sau là vách núi thăm thẳm thâm sâu, tác dụng có thể nói là vô cùng kinh người. Quân Minh kinh hoàng bắt đầu thả súng bắn tên, nhưng gia súc bị đốt đuôi đang điên cuồng chạy lên trên núi, đã bộc lộ giá tính, chỉ biết lao về phía trước không biết chạy trốn sang hai bên một khi bị trúng hỏa súng hay tiễn đau đớn gấp đôi sẽ lan nhanh hơn ở phía sau man nhân mặc quần áo da thú kêu gào đuổi giết đi lên trong chốc lát châu ngựa lên hoàn trận vọt tới đỉnh núi châu ngựa chạy như điên không thể ngăn được có người ngay cả một tiếng đau đớn cũng chưa kịp phát ra đang ngã xuống thân cốc châu ngựa được liên kết bằng sợi dây đeo lâu năm vô số binh lính bị mắc vào lập tức bị kéo rơi xuống vực sâu có binh lính thông minh lộn vào ngay tại chỗ né dây thừng thế nhưng chưa hoàn hồn đứng lên đã bị man binh giơ trúc thương giết chết phần giữa và phần đuôi của trường xa trận có khả năng ẩn nấp thế nhưng cũng đồng thời nhận lấy công kích man nhân mặc dù không hiểu binh pháp thế nhưng chiến thuật săn thú của họ khá là tân nhẫn hữu hiệu, trước thả địch xâm nhập sau đó cắt đầu đoạn đuôi từ bụng phá ra khiến cho đầu đuôi không thể nhìn thấy nhau được nữa liên hoàn mã đã đánh tan nhuệ khí của quân minh quân minh không rõ kẻ thù còn có chiêu thuật gì có bao nhiêu thực lực không khỏi e sợ mấy ngàn binh mã tan tác trong nháy mắt khi đại quân rời khỏi sân khẩu thì binh mã đã tổn hại ba phần bao lộ quân cùng xuất phát chỉ có du kích sân địa hỏa thiêu bạc vương thuộc sở bộ của thôi quý tướng quân là tổn thất nhỏ nhất y xuất lĩnh quân đội gióng chống khuy chiêng tiến vào man ngưu khẩu vừa mới tiến vào không xa hậu đội lại đổi thành tiền đội vòng đi ra đổi đổi đi một nhánh đường khác khó đi hơn đây là một khe suối hai núi kẹp sừng sững một con đường nhỏ thế nhưng hai bên đầy bụi gai quan binh cố nhiên là khó đi thế nhưng man nhân cũng không thể mai phục ở đây được tương đối là an toàn quan binh ở khe suối đi khoảng nửa canh giờ hậu đội còn ở ngoài rãnh mương lúc này chợt nghe bên trên sơn nham có tiếng trống như tiếng xét đánh tiếng hò hét trời rung đất chuyển đầu tiên là một loạt đạn đá phóng ra nhìn tuy rằng khủng bố thế nhưng cách khóm bụi gai quân binh chỉ cần quỳ dạp trên mặt đất đá sẽ bay qua hoặc là bị bụi gai ngăn cản ngoại trừ một số quan binh lúc ban đầu không kịp đề phòng số người bị thương không nhiều sau đấy hơn ngàn man dân cầm đao mâu đánh tới xua đuổi châu ngựa làm tiên phong từ đường phía trước đánh lén tới thôi quý thấy tình hình không ổn địa hình hẹp như vậy nếu như châu ngựa xông lên toàn quân đại loạn chỉ có thể mặc cho người ta chém giết y lập tức mệnh cho toàn quân lui về phía sau đồng thời tập trung hỏa súng giết chết một hàng ba con châu ngựa ngăn chặn thế công kích của man nhân đại quân này mới thoát ra khỏi cốc tuy rằng chật vật nhưng tổn thất cũng không nhiều lắm kế sách chia đường tiến lên thất bại ba nhánh bại binh gặp lại nhau thì ủ rũ lặng lẽ hành quân về đại doanh lý sâm vừa mới trở về đại doanh có giao ý báo lại khâm sai đại nhân dương lăng đích thân tới quân doanh muốn lý sâm sau khi trở về thì lập tức tới gặp hắn lý sâm nghe xong dùng mình Vội vàng chỉnh lại quân dung thảm hại chạy tới xoáy trướng từ khi tư diệt phản bội tới nay lý sâm chống doanh rút chạy thế như trẻ tre còn chưa từng đánh trận nào uất đức như vậy mà ngay cả nơi vô cùng hiểm yếu như là đồng la tính y dựa theo kế hồi mã bạt đinh của dương lăng dùng khinh kỵ thâm nhập cũng dễ dàng mà lấy được thế nhưng với đô đô trại này y tập hợp toàn bộ binh mã tinh nhuệ chẳng những nở bước khó tiến còn bị bại nhiều lần y thật có chút hổ thẹn khi gặp lại dương lăng lý sâm vội vàng trở lại xoái trướng hắn báo danh đại nhân mặt tướng hổ thẹn tập hợp năm vạn đại quân thế nhưng không chiếm được đô đô trại đã phụ tấm lòng của đại nhân dương lăng làm như không có việc gì nói thắng bại là chuyện của binh gia có nhiều cuộc chiến còn đánh hơn trăm năm danh tướng cũng là người phàm nếu trăm trận trăm thắng hôm nay chúng ta cũng không phải tới chỗ này nữa rồi sau đó hắn đi qua nâng lý sâm dạy nói đứng lên đi ta cùng các vị đại nhân quan sát thể hình đô đô trại hồi lâu thật sự nhìn không ra đô đô chạy so với núi bắc vọng đồng la lĩnh lăng tiêu thành hiểm yếu ở chỗ nào người ở đây đánh hơn 10 ngày rồi hãy giới thiệu qua cho chúng ta một chút xem kẻ địch sáu huyện hiện giờ bọn chúng có đầu rút cổ ở hai nơi là đô đô trại và cửu ti thành ta không tin không thể xuống tay được kìa lý sâm thấy dương lăng không nhắc tới chuyện y làm hao binh tổn tướng trong lòng cảm thấy kích động hắn đứng dậy hỏi trước nghe khẩu khí của đại nhân lăng tiêu thành đã hạ được rồi hay sao dương lăng mỉm cười nói bản quan cũng là vừa mới nhận được tin tức này tống tổng binh dùng trí đoạt được lăng tiêu thành Hiện giờ Cửu Tuy Thành một đôi cánh đã gãy mất một cái, chỉ đợi gỡ xuống đô đô cháy, bản quan có thể yên tâm cho đại quân, tiến quân thần tốc đánh thẳng Cửu Tuy Thành được rồi. Chỗ tống tổng binh có hơn một vạn binh mã, bản quan không điều họ tới, ta đã hạ lệnh bảo họ thiết lập trúc đáo ở cửa ái hiểm yếu giữa Cửu Tuy Thành và đô đô cháy, chặt đứt liên hệ của họ, đô đô trái sẽ do chúng ta một mình tiêu diệt. Lý Sâm nghe Lăng Tiêu Thành đã bị Tống Tiểu Ái, một nữ lưu dễ dàng hạ gục, trong lòng càng thêm áp lực, cũng không khỏi nảy sinh ý chí chiến đấu. Y đi đến sa bàn, hít một hơi thật dài, nghiêm nghị nói: "Dương đại nhân, các vị đại nhân, Đô đô trái có chỗ khác biệt với Đồng Đa Lĩnh và Lăng Tiêu Thành. Nơi này thoạt nhìn là không hiểm yếu bằng mấy cái kia, mấy quanải kia đều là cửa ái, nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai, một người đủ giữ quan ái, vạn người không qua được, mà đồ đồ trại không có." Thế nhưng đô đô trái khác ở chỗ nó mặc dù tên là đô đô trái kỳ thực cũng không phải là một sân trái mà là tập trung rất nhiều sân trái đô đô trái chưa làm đại đô đô nhị đô đô cho đến ngũ đô đô đây là chủ thể của đô đô trái năm ngọn núi liên miên chập trùng ở giữa có núi cao và hiểm trở có sườn đồi có khe sâu có đầm lầy có rừng rậm khắp nơi đều có thể mai phục được lại có phục minh rồi lại bao gồm cả bên ngoài của nó nữa địa hình rắc rối phức tạp bản quan ban đầu muốn gạt bỏ bên ngoài từng bước thâm nhập vào bên trong địa hình đó căn bản là không thích hợp với phương pháp bao vây tiêu trừ như của những người khác kìa đại nhân mời ngài xem đồ đồ chạy này có một bên là vách đá mấy chỗ đó không thể bám leo tới vì địa hình hiểm yếu bên cạnh có vài chục tòa sân trại lớn nhỏ gắn bó chặt chẽ với nhau chính vì do tính chặt chẽ này ý đồ đoạt chạy nào trước thì đều sẽ có các chạy khác viện trợ mặc dù giành được một chạy thì khi họ không ngừng tập kích quấy rối cũng không thể giữ được lâu còn nếu như chia quân đồng thời tấn công các trại mà chúng bẫy của họ, một khi tiến vào vùng núi liên biên không dứt kia, nơi hình hiểm yếu sẽ thành vũ khí giết người. Hơn 10 ngày qua, quân lính đã phải chịu thiệt rồi. Lại nhìn qua bên này, có cao trại rồi lại bình trại, đồng mộc bá, phía đông có lạc báo trại. Thế hỗ trợ lẫn nhau, công kích một trại thì động đến các trại kia, chia binh chiến trong rừng cây, ưu thế quân ta không có chỗ phát huy được. Mặt Nam là cơ quan lĩnh trại Cũng là quan hải trọng yếu của đô trưởng Man phụ cận cũng có nội quan trái điếu hậu trái hơn nữa điếu hầu trái nằm ở trên vách đá hiểm không thể leo tới được khi quân ta tấn công chư trái bọn họ lại có thể dễ dàng xuống núi lợi dụng đặc điểm của núi từ những địa phương không ngờ tới xông ra tập kích quân ta khiến cho quân ta đầu đuôi không thể chú cố được với nhau nơi trốn đều có thể có địch tập kích được nơi trốn đều có cạm bẫy ở nơi này thật đúng là trông gà hóa quốc rồi đám dương lăng chu nhượng cận càng nghe càng nghiêm trọng khó trách nơi này khó phá nhất nơi này đời hình hiểm yếu mà sân trại man nhân lại đông quả thực là đại bản doanh của đô trưởng man nhưng càng là như vậy lấy được đô đô trại mà không khắc chế được các trại các huyện khác căn bản không hề có tác dụng đô trưởng man có căn cứ địa này đại quân triều đình vừa đi rất nhanh tàn dư sẽ bùng lửa một lần nữa chiếm cứ làm loạn các huyện lý sâm càng nói càng trầm trọng y chỉ vào đông nam nói còn nơi này là luân phực đốn núi cao mấy trăm trượng rừng sâu đá cao làm thành cây cối làm thú đại quân tiến thêm tất đẫm máu thành ao tình hình này muốn cắt cánh chim là không thể tấn công thì phải vào trong rừng rậm màn quân tuy ít thế nhưng có thể đi lại linh hoạt hoặc dùng cơ quan hoặc có qua châu ngựa dụng cụ tầm thường có thể biến đổi thành vũ khí làm người ta khó lòng mà phòng bị đám người dương lăng im lặng không nói nhất thời ai cũng không có chú ý qua một lúc lâu dương lăng mới lên tiếng lý đại nhân ở sơn đông cũng từng tiêu diệt phí kinh nghiệm rất phong phú nếu như theo ý kiến của ngươi dùng biện pháp gì đánh hạ đô đôi chạy đây lý sâm ngẫm nghĩ một chút vẽ một vòng tròn lên bàn cát rồi nói thì thiết lập lô cốt bao tường chú vệ sở đóng quân vây khốn nơi này giam cầm cho đến khi họ không thể sinh tồn chắp tay đầu hàng mới thôi dương lăng nói vậy cần bao nhiêu binh mã đây bao nhiêu thời gian bao nhiêu tiền lương đây lý sâm không khỏi cứng họng dương lăng lắc đầu nói nơi đây và sân đông địa thế bất đồng với nhau núi cao rừng rậm ngay cả chú binh cũng khó có thể là hoàn toàn giam cầm loạn phỉ ở trong núi được hơn nữa bao vây núi này binh mã không chỉ mất năm vạn đâu thuế phú cũng khó mà đảm đương được còn về phần thời gian thì dương lăng cười khổ hắn chỉ xa bà nói trại đô trưởng man nhân ở trong núi có đất có lương thực có chim bay giá thú dòng suối thì có cá cua rau quả dại vỏ cứng nhít nước nếu trường kỷ vây khốn Đội trưởng Man chưa suy sụp, triều đình đã suy sụp rồi kia. Lý Sâm đỏ mặt, vội vàng nói. Hạ quan ngu muối, câu nệ không thay đổi, trích dẫn kinh nghiệm lung tung. Chu Nhật Cận nhìn bàn cắt nói. Đồng bằng thì dùng nước, trong núi dùng lửa, đại nhân tiêu diệt man nhân phải dùng hỏa công. Như thế, mọi kỹ xảo đều không chịu nổi một kích kìa, vì sao không dùng hỏa công đi. Dương Lăng lắc đầu cười nói. Nhị vương Tớ đang nghe chơi với lửa có ngày chết cháy hay chưa? Chu nhận cận và Phong đại nhân ngạc nhiên nhìn nhau, khó hiểu ý tứ trong đấy. Lý Sâm vội vàng giải thích nói: Nhị vương tứ, Phong đại nhân, các ngài có điều không biết rồi. Đô đô cháy là ở rừng núi, bao gồm thôn trại của người đô trưởng man, hàng rào đều làm bằng gỗ cả Thì nhưng thứ nhất thôn trại phân tán, thứ hai các nơi còn có đầm lầy, khe sâu, sân đồi ngăn cách, cho nên nếu như phóng hỏa một chỗ, căn bản không có tác dụng gì nhiều. Còn nếu như phóng hỏa các nơi Y dùng về mặt Kinh hãi chỉ xa bà nói Trong thôn trại gần vạn người Tuy nói đều dựa vào phí Thế nhưng không phải ai cũng đáng chết cả Hơn nữa nằm ngọn núi hợp với những núi khác Phóng hỏa lớn rất khó không chế được Nếu chẳng may lan rộng Vô số sinh linh lầm than Sự việc trọng đáy Ngay cả đương kim thánh thượng Cũng không dám làm thế vì một đôi trưởng man nho nhỏ đâu Đám người chu nhật cận Im lặng không nói gì Dương Lăng nhíu mày một lúc lâu trong lòng vô kế đành thở dài nói hey, mọi người nghỉ ngơi trước đi đợi chúng ta quan sát thêm sẽ tiếp tục thương nghị trời không tuyệt đường người thế nào rồi cũng sẽ có cách thôi mọi người lặng yên chắp tay cáo tử lý sâm thấy dương lăng nhíu chặt hàng lông mày không có hứng thú nói chuyện cũng thi lễ lui ra dương lăng ngồi trong xoay trướng đột nhiên nghĩ đến hey, nếu như vận như ở đây nàng có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt không đấy ý nghĩa này xuất hiện dương lăng lập tức không kìm nổi cười cái này còn cần hỏi sao nhà đầu kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nếu nàng ta ở chỗ này mắt thấy người mình tổn thất thê thảm và nghiêm trọng như vậy đã sớm đốt lửa còn về phần hậu hoạn dương lăng thở dài làm sao có hậu hoạn chứ nếu như chủ soái là thành khởi vấn như vậy cuối cùng nhất định sẽ điều tra ra người phóng hỏa đã bị đốt chết chỉ có điều đại trượng phu có cái nên làm có cái không nên làm việc gì cũng cần yên tâm thoải mái đi yên cao tài bởi vì an bài việc đánh hạ quan lại ở sân trại mà triệu tập nông dân chuyển điền sản tới trễ nửa ngày ban đêm mới tới chợ lớn lúc này trời u ám không thấy chăng sao vài tên lính đốt đèn lồng đưa gã tiến vào quân doanh không ngờ yên cao tài mới vừa vào đại doanh đã nhìn thấy một bóng đen trong đấy hai người va vào nhau nhìn lên người kia đúng là chỉ huy lý sâm yên cao tài vội đi tới chào trên danh nghĩa tuy rằng gã vẫn là huyện lệnh nho nhỏ nhưng thực tế quyền lực ngay cả chi châu cũng không bằng bổ nhiệm gã làm tuần phủ đại nhân tiết chế tự châu quân chính luật học ti các nhà môn chỉ có điều vấn đề thời gian tấu chương của dương lăng đã đưa vào kinh thành nhưng hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn cho nên lý sâm cũng khách khí đáp lễ yên cao tài hỏi rõ chuyện các quan nghị sự hôm nay ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi ta cũng không hiểu binh pháp đại nhân trực tiếp nói có phải muốn lấy đôi đôi trái chỉ có thể tấn công nhanh không thể hoãn công đúng không nếu muốn nhanh Màn nhân chiếm được địa lợi mà chống đỡ được 10 vạn đại quân, vậy nhân lực và vũ khí của quân ta không có khả năng chống lại được rồi, chỉ có thể mượn dùng ngũ hành lực, uy lực của thiên địa thôi. Lý Sâm cười khổ nói: đúng rồi, trước mặt nó muốn công nhanh thế nào cũng phải mời hỏa đức tinh quân hỗ trợ, thế nhưng trong núi sinh linh hơn ván, làm như vậy thật sự là mất thiên hóa, lửa lan tràn ra, thiên địa tai ương, ai cũng không dám dùng chủ ý này đâu. Yên cao tài trợn mắt nói nếu không như thế tiêu diệt phỉ năm trước giống năm sau đại quân kéo dài ba bốn năm bình tốn ngựa khốn thiếu không giải quyết được gì các huyện chung quanh vừa mới cày thổ quy lưu đời man nhân vừa ra núi mọi thứ lại khôi phục như cũ thêm vài năm nữa lại đánh nữa ờ, lặp lại như vậy chẳng phải cứ tuần hoàn như vậy hay sao Lý Sâm buông tay nói vậy yên đại nhân có cao kiến gì sao yên cao tài sắn đống tay áo cao kiến thì không có ta đi gặp đại nhân vậy Nói xong, hắn sẽ bước đi. Dương Lăng đang đứng ở trong trướng, nhắm mắt tính toán, giải quyết đô đô chạy. Đột nhiên cửa phòng, có người nói. Đại nhân, Yên Cao Tài cầu kiến. Ờ. À. Dương Lăng mở mắt ra vội nói. Mau vào. Yên Cao Tài bước vào, hướng về phía Dương Lăng thi lễ nói. Hạ quan tham kiến đại nhân. Không cần khách khí, ngồi đi. Người đâu? Dân cha. Dương Lăng mỉm cười, bảo gã ngồi xuống hỏi. Chuyện kẻ thổ quy lưu xử lý như thế nào rồi? Yên Cao Tài nói Từ Châu Phủ Cao đến Củng, Quân Liên, Trường Ninh, Giang An, Nạp Khê Ngoại trừ bốn huyện đều đang oanh oanh liệt liệt cải thổ quy lưu Lưu dân các phủ đạo hăng hái ủng hộ triều đình Hành động này vừa giải quyết cái họa ngầm lưu dân rối loạn Ở tại các địa phương đồng thời cũng cung ứng đầy đủ Nông hộ cày ruộng có thể thu lợi cho triều đình Lợi cho dân chúng Tốt, làm rất tốt Dương Lăng nghe mà vui vẻ, trầm trồ khen ngợi Yên Cao Tài chuyển đề tài nói Tuy nhiên hạ quan chỉ sợ cục diện tốt đẹp duy trì không được bao lâu Triều đình không lấy được đô đô trái Bình ổn loạn đô trưởng man Đại quân đóng quân rằng co Kết cục sẽ dẫm vào vết xe đổ Của quan tiêu diệt phỉ lúc trước kia Cuối cùng không giải quyết được gì cả Màn nhân một khi rời núi Tất nhiên sẽ chú trọng và chiếm lại kê quan sơn Do lăng tiêu đỉnh, đồng la lĩnh Núi bắc vong và cửa hải hiểm yếu Bắt người cướp của Bán dân bán phí khiến cho dân chúng nan cư chạy trốn tha hương đến lúc đấy đôi trưởng man vẫn thành tâm phúc của loạn tứ xuyên mà dân chúng ắt thất vọng với triều đình sau này muốn cải thủ quy lưu sẽ khó như lên trời vậy đồ trưởng man trở thành cổ tật mất thôi dương lăng nghe xong im lặng không nói sau một lúc lâu mới từ từ thở dài dây mi tâm nói bản quan như cưỡi lưng hổ tiến thoái lưỡng nan thật sự là khó xử mà yên cao tài nghiêm nghị nói đại nhân lăng tiêu vừa bị phá quân ta chiếm hiểm địa lúc này là lúc phải sống lên thế như trẻ tre cần sớm quyết định tấn công nghĩ chiến sĩ man nhân chỉ có mấy ngàn người quân ta số lượng thì gấp bội thế nhưng không thể làm gì được công hiểm chi đáo tất lấy kỳ thắng nếu không thắng thần tốc lấy năm tháng thủ thắng một tháng quân đội phí bao nhiêu đây đây là kế tự vây khốn mình mà thôi dương lăng im lặng thật lâu rồi mới nói muốn kỳ thắng chỉ có hỏa công thôi Yên cơ tài lập tức chắp tay nói Cao kiến, đại nhân thật cao kiến Dương lang cũng chắp tay nói Tiên sinh tài cao Hỏa thế một khi lan tràn Sinh linh đổ thán Tiên sinh có gì chỉ điểm đây Yên cơ tài nói Lúc hạ quan còn trị hạ Dân trong huyện phần lớn đều ở trong rừng nhiều cây Đề phòng hòa hán Chỗ ở cách rừng hơn 10 trường Cỏ cây được thanh trừ sạch sẽ Lửa hùng mạnh trừ nhà bếp có thể sánh bằng ra Thế nhưng nếu dọn sạch đất trống 30 trường có quân binh trông coi bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt lửa thì lo gì việc lửa năn tràn đấy dương lăng ngẩn ra nói phòng cháy ư phương pháp kia thật ra là có khả thi dù sao đại họa bất diệt nơi trốn khói thuốc tràn ngập đại quân thì không cách nào tiến vào đô đô chạy được mà bọn họ tạm ở ngoài phòng cháy ư hắn suy nghĩ rồi lại do dự nói yên đại nhân trong núi không chỉ có phí mà còn có dân bản địa kia bọn họ có không ít phụ nữ và trẻ em phóng hỏa núi bắc vọng đồng la lĩnh cũng so không được chỉ sợ hay chỉ sợ sẽ làm bị thương người vô tội thôi yên cao tài nghiêm nghị nói đại nhân không chết trong núi chẳng lẽ ra ngoài sẽ không quay chết hay sao có thể so với những binh lính vô tội kia sao hiện tại không là một mẹ khỏe suốt đời khiến cho nơi đây ổn định và hòa bình lâu dài còn nếu gieo hại kéo dài tương lai chẳng phải dân chúng tứ cố vô thân hay sao Yên Cao Tài đứng dậy thi lễ, dõng giặc nói: Đại nhân với hạ quan có ơn chi ngộ, hạ quan với đại nhân biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết ra, xin đại nhân nhất định phải nghe những lời tâm huyết của ta. Đại nhân, hạ quan nghĩ chỉ có người không có ở đây, không chịu trách nhiệm gì mới có thể thờ ơ lạnh nhạt, đàm luận từ bi hời hợt, tỏ vẻ khoan dung độ lượng, đó chỉ là hạng người rảnh rỗi nói chuyện ma quỷ, là thả rắm, thả rắm chó, rắm thối mà thôi. Mặt của Yên Cao Tài đỏ lên, cũng không biết là có phải như tới việc làm quan chịu đủ áp chế hạn chế khiến cho gã nửa bước cũng khó đi mà con trên lại ra vẻ đạo mạo đạo đức lúc nào cũng đốc xúc hắn cần chính yêu dân lập nhiều chiến tích gã tức giận nói nhưng là người chịu trách nhiệm lại phải toàn diện suy xét và nhìn toàn cục kia chẳng những phải suy xét kỹ kịp thời nhất còn phải suy xét về lâu về dài người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ta là người ngoài đứng xem một thân thoải mái không chịu trách nhiệm gì nói chuyện chỉ bằng Yêu ghét thì nộ thôi Đại nhân là người hành đạo Đi đường khó dễ như thế nào Chỗ nào có ổ gà, có đá Trong lòng đại nhân là hiểu rõ Làm gì để ý đến người bên đường Rảnh rối bàn luận làm cái gì Ta thiết nghĩ chính sách quốc gia là quan trọng Có thể dùng người đi chấn an Thi hành nền chính trị nhân từ Sau đó là dùng mãnh liệt hơn Ai cũng biết rằng lửa thiêu đốt thì ra đau Cho nên ai cũng sợ lửa Lửa cháy thì sẽ biết cẩn thận Cho nên người chết sẽ không nhiều Còn nước, ai cũng cảm thấy nước miếc dịu dàng Thế nhưng số người chết trong nước lại nhiều hơn Khoan dung chưa chắc nó là việc thiện Có khi nghiêm chính mới chính là khoan dung Đại nhân à Dương Lăng bỗng nhiên cả kinh Thời loạn dùng luật nặng Nhớ rõ lúc khai quốc Cấm yên, cấm kỹ nữ, cấm phỉ Nhanh gọn dứt khoát và quyết đoán Luật nặng tới Có những tội cũng không đáng chết Những luật đó sai hay sao? Không có Nếu không có luật đấy Quốc gia sao có thể yên ổn Nhanh như vậy được lòng dạ đàn bà sẽ chỉ lưu lại tai họa ngầm gây cho dân chúng thêm nhiều khổ đau thậm chí là những mối họa ngầm hắn bỗng đứng dậy đi đến cửa trại ngẩng đầu nhìn khoảng trời âm u bầu trời không trăng không sao gió đã nổi lên mắt thấy dung tố sắp đến hai tay dương lăng nhanh nắm chặt lại yên cao tài đi đến phía sau hắn quay đầu vái chào nói quân vì đất nước sự nghiệp lấy mạnh làm căn bán chấn hưng kỷ cương sau đó vô về không gây hiểm khích ai nếu có chút tai nạn và rắc rối thì phải nhanh chóng dập tắt mặc dù dùng từ đoạn tàn nhẫn thế nhưng không tức mình nếu không mối họa lan rộng kéo dài sâu rộng vì việc thiện nhỏ mà thành cái ác lớn kia dương lăng nghe xong một lúc lâu sau hạ giọng nói chả lẽ cho dù là cam lâm đầy trời cũng phải đệm sấm sét hạ xuống là vì cái lý do này hay sao yên cao tài vui mừng lên tiếng đúng vậy tay cầm tu la đao pháp chàng chứng bồ đề dương lăng nhíu mày quả khuyết nói được, ông trời để ta làm đao phú Ta sẽ ra tay cầm đao ra mổ Đứng ở đạo tràng Đến chứng thực bồ đề đại đáo Vừa vào đúng lúc này Ánh chấp chật lóe Theo sau là tiếng sấm rền Từ chân trời cuồn cuộn áp tới Tựa như từng đợt chống trận, gió giật Lại là một tiếng sấm lay trời Hạn hán đã lâu rút cuộc cũng có mưa rơi Quan binh đình chỉ tấn công Trời mưa to liên tiếp 3 ngày Đô đô chạy, lời lội khó đi Ẩm, trơn khắp nơi Dòng suối nhỏ trở thành hiểm địa ngay cả người bản địa cũng không dễ dàng đi lại. Một khi không cẩn thận, rất dễ sẽ bị rơi vào khe sâu, vũng bùn hoặc bị hồng thủy cuốn đi. Cho nên man nhân không cần phải cảnh vệ, căn bản không cần lo sẽ có quân minh vào núi bao vây tiêu trừ. Lợi dụng ba ngày này, Dương Lăng cùng với Phong đại nhân, Nhị Vương tử và Yên Cao Tài cùng các tướng lĩnh tham chiến, Lý Sâm, Lý Trạch, Thôi Quý nghiên cứu lại các loại chính sách thất bại hơn 10 ngày qua. Phân tích yếu khuyết điểm các cuộc tấn công của các sân trại, thương thảo biện pháp ứng đối ba ngày sau trời ngừng mưa mặt trời rực rỡ nhau lên cao quân minh cũng bắt đầu hành động nhiều đội quân binh vòng qua núi đi lại bắt đầu thiết lập các trại chú binh các trúc tường trúc bảo ở các cửa ải hiểm yếu ra vào đô đô trại tỏ ý muốn với khốn trường kỳ đồng thời yên cao tài cùng đám quan viên bản địa nha dịch động viên thân sĩ người đọc sách tới các thôn phụ cận tuyên truyền việc man nhân ức hiếp người lương thiện làm hại dân địa phương đủ các loại hành vi phạm tội không tuân theo vương pháp nơi này là đại bản danh của đô trưởng man bất đồng với các huyện khác. Những thôn dân bản địa đều là bộ tộc yếu thế, bình thường chịu đủ ức hiếp, không dám nói cũng không dám giận. Nhưng với những lời quan phủ địa phương tuyên truyền thì rất đồng ý. Chỉ là bọn họ ở đây đã nhiều năm lo lắng triều đình đến phút cuối không giải quyết được gì. Đến lúc đấy bọn man nhân rời núi trả thù, người chịu khổ là bọn họ, cho nên ngoại trừ một phần nhỏ người vô gia không nghề nghiệp, dân chúng không có gì cố kỵ, dám công khai đứng ra. Đại bộ phận thì ở trong bóng tối, hiệp trợ ngầm. Lúc này, Liễu Biêu cũng dẫn người bí mật đuổi tới Đô Đô trại, một mặt phái ra thăm mã vào núi tìm kiếm đường sau trận mưa bão, khám phá tình hình sân trại, đồng thời thăm viếng thôn xóm phụ cận, thăm dò những người có quan hệ chặt chẽ với người Đô trưởng Man. Dân chúng cùng ở lại sống với người Đô trưởng Man ở ngoài núi, đối với quan phủ khá thuận theo, rất hiền lành. Đợi khi nắm rõ tình hình, đám người yên cao tài liền mang theo lễ vật đến nhà, thăm hỏi nhiệt tình những lang trung, thợ giày, thợ may và các tổ trưởng thị tộc khác có quan hệ tốt với đô trưởng man nhân cùng với bách tính man tộc lương thiện một mặt khen quân binh uy thế hơn nữa tuyên truyền công trạng vĩ đại của chủ soái dương năng cho họ nghe khuyên bọn họ vào núi thuyết phục bằng hữu thân nhân rời núi đầu hàng những thôn dân này cả đời không ra khỏi nhà mười dặm một chữ cũng không biết nghe chuyện chỉ biết trợn mắt há hốc mồm đợi các quan đi họ thêm mắm dặm muối kể cho người khác nghe trải qua một đoạn giai đoạn các thôn dân cho ra một kết luận đô trưởng man lần này nhất định là sẽ bại đại quân chủ soái triều đình thần cơ diệu toán liệu sự như thần chính là xa cát khổng minh chuyển thế bằng không sao dám dẫn năm vạn người tấn công đô đô chạy đây cái gì đây chẳng phải trước đó vài ngày bị đánh bại đó hay sao đó là bởi vì dương khâm sai còn chưa tới khổng minh tiên sinh trước kia chưa tới thuộc quân mới bại trận vì thế đám người yên cao tài ra sức tuyên truyền khiến cho dương lăng thành nhân vật trong truyền thuyết mà chớ có xem thường lời đồn ở thời hiện đại ở vùng nông thôn xa xôi cái loại cách nói thần thần quỷ quỷ này vẫn có sức ảnh hưởng lớn càng không nói đến vùng núi như đô đô trưởng man lúc này đây các trại thôn phụ cận ít có gan âm thầm quấy rối công khai ủng hộ hơn thanh thế dư luận truyền vào trong núi hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng tới bộ lạc đô trưởng man đồng thời cũng kiên định thêm tin tưởng vào triều đình lúc này đám người yên cao tài bắt đầu đặc biệt thăm hỏi những dân chúng có quan hệ chặt chẽ với nhóm thủ lĩnh man nhân lấy tấn công và tâm lý làm nền tảng lại lấy tình nghĩa làm cảm động dùng lý dạy bảo hù dọa lễ uy lấy lợi ích khuyên bảo phong làm quan những người này dồn dập trúng đạn hy sinh vào trong tay của yên cao tài các quan lại để lại tơ lụa tiền tài lễ vật khách khí cáo tử bọn họ vừa đi dân chúng liền kiêng đồ vào trong núi thăm người thân thượng binh phạt mưu những người này vào núi đi chiêu hàng hứa nguyện mặc kệ có được hay không đều đã tạo ra tác dụng ly rán phân hóa và tan rã khiến cho các sân trại không còn tín nhiệm nhau nữa, thậm chí sinh ra nội loạn. Đô đô trại nước cao rừng rậm, nơi trốn hiểm yếu, chính là cậy vào việc các bộ lạc liên hiệp mới có thể đánh bại quân binh. Nếu như giữa bọn họ có hiểm khích, lúc đốt trại, quân binh có thể thừa dịp gây loạn mà tận trừ hậu hoàn. Đầu lĩnh A AH Hắc của đại đô đô rất nhanh đã phát hiện dị động, đã lập tức hạ lệnh tất cả sân trại cấm thân hiếu thăm dò núi. Người vi phạm xử tử lại trải qua tra hỏi, biết giá kê trại chạy chủ từng trước mặt mọi người oán giận a thị đại tộc trưởng quá mức kiêu ngạo bắt người cướp của mới kéo phiền toái về cho đô đô chạy nên đã giải ý mời y uống rượu sau đó một đao chém đầu y phái cháu trai là a quế đi tiếp quản trại lúc này mới tạo ổn định lại Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 133 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.